Sau 4 ngày nghị án, trưa 28 đến 6, Tân huyện Sóc Sơn Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường 40 tuổi, chú xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, 30 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt là 10 năm, cùng hai tội danh trên, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh 21 tuổi bị tuyên phạt tổng hợp 7 năm tù, Dương Văn Quý 27 tuổi và Dương Văn Cương 28 tuổi, cùng chú huyện Sóc Sơn cùng bị tuyên phạt tổng hợp mức án 9 năm tù. Tòa cáo buộc các bị cáo dù không có thẩm quyền bắt giữ người nhưng đã dùng vũ lực bắt. Theo cáo trạng, dạng sáng ngày 11 tháng 7 năm 2018, Đào Công Thành năm 16 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội cùng bốn người khác đi hai thuyền đến sông cầu thuộc địa phận xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn khai thác cát trái phép. Khi phát hiện có thuyền hút cát gần khu vực đất nông nghiệp của gia đình, cường rủ thêm Tuấn Anh, Quý và Cưa. Theo cáo trạng, dạng sáng ngày 11 tháng 7 năm 2018, Đào Công Thành năm 16 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội cùng 4 người khác đi hai thuyền đến sông cầu thuộc địa phận xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn khai thác cát trái phép. Khi phát hiện có thuyền hút cát gần khu vực đất nông nghiệp của gia đình, Cường rủ thêm Tuấn Anh, Quý và Cưa.